Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ VTQuad. Phiên hôm nay ngày 30 tháng 11, em chia sẻ với em tất cả là 39 sản phẩm gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật về Thụy Sĩ. Lịch phát sóng của em là sáng thứ ba và sáng thứ sáu mỗi tuần. Anh em vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh để tiện nhận theo dõi những video mới nhất. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ trong những thời gian qua. Em lên con đồng hồ số 1. Con đây là con Seiko Automatic dòng LM Special anh em nghe. Con này kính vắt cạnh, lịch nhanh, cả hai lịch. Đây để em di chuyển cái kim đây. LM Special 23 chân kính. Con này là mặt của nó là mặt màu vàng vàng nhạt anh em. Cái góc mà góc bên cái ô lịch này, góc này thì nó có một chấm nhỏ anh em nghe, chấm lên dầu tầm như đầu cái tâm á. Ngoài ra thì cọc số với lại kim còn đẹp. Nước thép còn nguyên sớ riêng. Chung là vẫn có những vết trầy xước anh em nghe. Anh em muốn thì em sẽ đánh bóng lại. Còn không thì anh em nên để riêng. Tại vì theo cái thời gian không phải có dấu vết anh em. Đánh bóng thì cũng được, nhưng mà anh em lưu ý nha, hết sức lưu ý, đánh bóng quá nhiều thì nó sẽ bị dính cái dấu vân tay. Ví dụ như hiện tại đang ở đây thì em nhắn vào không dính, tại vì nước thép người ta làm cũng hay lắm. Nhưng nếu anh em đánh bóng đi thì chỉ cần chặn nhẹ thì dính cái dấu vân tay anh em. Nên là tốt nhất là nếu mà trầy xước nhiều thì đánh, còn ít thì thôi. Điểm đo cái dài tay. Con này tầm khoảng 16 năm. 16 năm đổ lại. Tay em là vừa khít luôn. Không dư được nữa anh em. LM Special. Cái mặt đây thì mặt còn đẹp anh em nha. Size 36,1. Những dòng này thì gần như là hàng trăm cái mẫu mặt số anh em. Dòng LM này rất nhiều mặt số. Con này chạy máy 5206. Sử dụng bộ máy này. Bộ máy 5206A. Máy của LM anh em nghe. Máy có lên màu theo thời gian, nhưng mà đã lau dầu cân chỉnh ổn định rồi. Con này đẩy cái nắp nó hơi lâu anh em, tại vì nó có ron hay bị tụt ra ngoài. Nói chung là hình thức em thấy còn rất đẹp. Mặt số này cũng là mặt số dạng lạ nè, ít thấy. Màu vàng này là có một cái đường băng ở giữa anh em nghe, từ cái chỗ bắt đầu hai cái cọc góc 11 giờ 1 giờ nó lâm xuống. Đường băng thì màu nó vàng nhạt hơn chút xíu. Hy vọng là anh em nhìn thấy rõ video. Con này số 1 1,9 triệu. Số 2, một con Seiko 5 Automatic. Con này mặt cả caro. Dòng này là chạy máy 7009 và hai lịch. Núm cái dấu góc 4 giờ anh em. Dòng này thì có dạng quang.
Con này lịch nhanh. Lịch nhanh cái lịch ngày anh em nghe. Lịch thứ thì nó sẽ theo lịch thứ thì nó sẽ nhảy theo lịch 24 giờ. Hiện tại là thứ tư. Nó là thứ nhảy anh em. Da khóa nguyên ring, con này da cùng ring. Da cùng xuyên cô luôn. Nắp nấy đóng chữ xuyên cô 709. Điểm đó sai da tay. Da còn rất dài anh em, chung là còn khá là dài ở trong hết mắt rồi. Size con này là size 37. Chạy dòng máy này, dòng máy Seiko 17 chân kính 709A, máy đang chạy anh em. Cái dòng máy này thì nó cũng tương đối giống dòng máy 7 chứ 726. Máy con này còn rất mới. Coi nắp này nó mở máy, mở tháo máy lâu lắm nè, chung là dây nắp nó cắn cái dây mở hơi lâu. Con này số 2 8 5 rưỡi, cái mặt số kẻ rô màu mặt này chắc em nghĩ là mặt men đẹp lắm nè, mặt này cũng độc lạ. Số 3 một con Ricoh dòng Automatic calendar, nghĩa là có lịch anh em nghe. Con này hai lịch. Dòng mà đi cốc mà hai lịch cũng hiếm anh em. Dây khóa nguyên ring. Cái dây đi cốc là thường nó làm như vậy. Cái hộp hạt gạo nó to to mà có cạnh ở tray anh em. Có logo chữ R. Nắp đáy cũng có logo chữ R luôn. Tất cả là full thép inox. Dòng này có hỗ trợ cốt tay 21 chân kính. Con này cái hai lịch. Con này sử dụng lịch 24 giờ tất cả lịch này. Gồm lịch thứ và lịch ngày. Đó, nó nhảy là anh em nghe. Anh em quay về góc 8 giờ đi. Lên lại lần nữa thì nó nhảy sang ngày 16 và hiện tại là thứ 5. Lên lần nữa thì nó nhảy sang ngày 17 anh em. Có nghĩa nếu mà anh em dùng lịch 9 12 hay 8 12 thì cái thứ nó sẽ nguyên và ngày nhảy, thì nếu mà theo đúng nguyên tắc thì anh em sẽ lấy lịch thứ trước nha, lịch thứ cố định lấy thứ trước và lấy lịch ngày sau, đơn giản vậy thôi. Mặt số rất đẹp, mặt số con này là mặt số có những cái tia nổi nấu những cái góc tầm 1 2 giờ với 8 9 giờ này, góc này này, góc này nấu góc này. Cái tia này tia nổi em nghe, không phải là tia kẻ đâu, nó nổi gân lên á. Size đẹp, form đẹp. Con này chạy máy 21 chân kính. Con này thì nắp nại, anh em nào mà muốn xem máy thì nhắn em để em gửi hình qua Zalo nha. Nắp nại mở lâu quá. Chung là độ mới rất cao, số 2, số 3 2 triệu tư, dây khóa còn dài.
giao khóa còn tầm khoảng 17 rưỡi. Ri cóc nhưng nó làm mặt đẹp lắm nè, mặt cũng là mặt úp nè. Số 4, một em thụy sĩ Rado. Rado này là Rado vỏ đá anh em nghe, dòng là ba loa. Con này thì cái nắp phần góc 6 giờ đóng chữ Swiss made, cái niềng ở trong là cái niềng ngoài anh em, nó cả kiểu dây thừng á, nó cả một cái niềng màu vàng, cọc số nổi. Cái dòng này cái mặt số nó là mặt số, con này cũng nhiều mặt số lắm, mặt số cát kiểu dạng màu màu đỏ huyết nhưng mà có ánh vàng, chung là giống kim tuyến anh em lưu nghe, giống màu giống kim tuyến. Con này thì nó hình thức nó còn rất mới rất đẹp, nhưng mà một cái điểm điểm của nó là dây dây đề mi luôn em, dòng này thường dây với dây đề mi. Còn nếu vỏ màu trắng á, hay là vỏ màu màu ghi màu xám á, thì nó sẽ dây là dây thép bình thường không có đề mi. Con này cái vỏ nó nứt góc 3 giờ anh em nghe, nứt đây từ đây nứt lên. Cái dòng này hay bị như vậy đó anh em, thứ nhất là do vận chuyển, thứ hai là do khi mình rơi vỡ nó hay bị nứt. Còn ngoài ra hình thức rất đẹp, máy cũng rất mới, nấm ring luôn, có logo mỏ nail đang bị mòn, kính ring luôn, kính là kính vắt cạnh, chia làm 9 phần khác nhau, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đó, kính vắt cạnh anh em nghe. Còn đặc biệt mặt số cực kỳ đẹp, dòng này mặt số đẹp lắm em, ra đồ vỏ đá lên tay là như vậy, dây đề mi còn nguyên ring, số 4 2 triệu rưỡi. Con này cái máy cũng rất mới nè, máy gọi là siêu mới đó, cái máy ra đồ kẻ cái con này nó kẻ kiểu caro lên cái búa này, 25 chân kính. Máy này là máy 2824. Máy rất mới này. Dòng này dòng Rado 3 cá. Con này là nó tiết tiết cái vỏ thôi, còn ngoài ra hình thức nó đẹp lắm. Anh em nào để nguyên chơi cũng được, không có bị vấn đề gì, hoặc là về thay vỏ. À, để em lắc chạy chứ, để lâu quá không chạy. Con này size 35,1 ngang, còn size dọc là tới 42,6. Xe rất lớn anh em nghe. Số 4, con này 2 triệu rưỡi. Số 5, một em Senko Ground. Em nhớ thì con này em đang cũng vài lần là vài video rồi, hình như 1 đến 2 video. Con này thì dòng đi sóc 21 chân kính, mặt vàng toàn thân, mặt số còn đẹp. Cái viền mặt số anh em, viền mặt số là nó có lên kiểu như nó bị mòn anh em nghe, tầm khoảng 1 ly trở vào thôi, nó chạm ngay cái chân số này. Còn ngoài ra chữ Nguyễn còn đầy đủ, nước vàng còn tương đối thôi đó, em lưu ý nghe, nước vàng còn tương đối đẹp, nhìn thì thấy ok nhưng mà nếu soi nhiều chỗ thì vẫn thấy mòn anh em nghe. Em sẽ giảm giá con này dưới giá nhập cho anh em luôn, con này size tới 37. Số 5, 1 triệu rưỡi, bọc vàng toàn thân, riêng cái nắp đáy là nó sẽ bọc vàng dài nên sẽ không bị trầy xước nhiều. Những cái dòng này thì nó sẽ bị bốn cái chân càng với lại hai bên hông anh em, lên dây kêu rất êm nè, xe lớn nữa. Đó, tay em như vậy là hơi lớn so với tay cổ tay mình rồi. Số 5, con này 1 triệu rưỡi. Sử dụng bộ máy này, bộ máy Seiko SA 21 chân kính,
Secosa thì với Seco là cũng như nhau anh em nghe. Nó là cũng hai nhà máy thôi. Một nhà máy Secosa với một máy của Seco. Con này số 5, 1 triệu rưỡi. Gia khóa linh kiện. Số 6, một con Oren. Con này thì cũng đang trong chương trình giảm giá. Con Oren rất đẹp này. Kim xanh. Kim nó sẽ chỉ từ kim xanh em nghe. Anh em kim xanh với lại chữ của nó là chữ trong màu xanh. Nó sẽ chỉ từ 0 đến 40 giờ. Thì anh em đeo đầy đủ thì nó sẽ lên 40 giờ và nó chạy chính xác 40 giờ anh em nghe. Nó tầm gần 40 giờ đi. Cho nó chính xác thì cũng nhiều lúc cũng không đúng. Dòng này là nắp đáy inox bản nội địa Oren. Riêng cái vỏ con này á, là nó còn rất mới nè, nó không có dấu hiệu trầy xước gì hết, nó còn rất mới luôn. Mặt số cũng vậy, cọc mũi tây hướng vào, ở lòng trong thì nó trẻ những cái vân nổi 3D. Dòng Power Design đây, dòng Power Design anh em của Oren Oren Star anh em nghe. Chung là nó sẽ đồng bộ cái kim này, cái cọc và kim xăng này, những cái dây nhỏ và cái chữ Oren Star Power Design với kim dây lớn này, nó sẽ đồng bộ một màu xanh rất đẹp. Con này anh em đeo ra nắng là rất đẹp anh em. Chạy bộ máy có báo kim, báo code, chủ động được cái lượng code trong đồng hồ anh em nghe. Gia khóa linh kiện. Sử dụng bộ máy này, bộ máy của Oren. Nhìn đơn giản nhưng không hề đơn giản dòng máy này anh em. 21 chân kính. Oren thì nó sẽ dùng những cái dòng máy mà có ánh thép mù anh em nghe. Ánh thép mù. Nhưng mà em ít thấy Oren mà nó bị kiểu như oxy hóa hay lên lên màu cái nước thép trong máy anh em. Nó làm thép hay lắm, nó ít khi bị lắm. Những dòng khác thì bị, như con này là những dòng Oren là không bị. Nó chống oxy hóa tốt, nước vào cũng hình như không bị gì. Lau dầu lại là chạy. Con này size chuẩn vintage nè, tầm khoảng 35. 34,9, tầm khoảng 35 không tính núm. Tất cả nguyên ring trừ gian khóa thôi. Số 3, số 6 con này 3 triệu 7. Số vải cũng 3 triệu 7 này, một con Longines. Con này thì đời rất cổ rồi anh em nghe. Longines một trong những đời có tay cổ nhất. Con này mặt đang lên dầu đều. Màu vàng nhạt. Kim cọc này nọ tất cả đều nguyên zin. Bọc vàng là thậm chí con này bọc vàng có dấu triện luôn nè. Thời đó mà nó triện vàng anh em, nó triện ở đây này, bọc vàng nhưng dấu triện anh em, chứ không phải bằng đúc anh em nghe, dấu triện ở đây. Nấm rin. Đó, nấm này nấm rin của Long Jin luôn. Gia khóa linh kiện. Con này size. Có tay này, con này size lớn này, có tay của Long Jin, con này size lớn thì tại vì nó size tới 34 34 này. Thường nếu mà có tay thì Long Jin nó tầm khoảng 33 thôi. Sử dụng bộ máy này anh em. Đây là bộ máy rất cổ của Longines, rất hiếm thấy, ít thấy này. Dòng máy Longines Switch 17 chân kính, đóng có hai cái số series ở dưới. Anh em lưu ý hai số này. Đó. Chạy ba lăng gai và cầu nổi anh em nghe. Đó, nghe anh em nói cầu bộ cầu này nổi này. Bộ này cầu nổi. Và những cái hộp ruby trong 1, 2, 3, 4 nó rất lớn này.
chung là nó làm hay lắm, nó có một cái viền vàng nè. Mặt thì với lại mặt cái mặt thì cũ nhưng máy còn rất mới, còn đủ nguyên sớ luôn. Và đời này nó cũng không đóng cánh chim nè, nó đóng là Longines, Lucky hoặc Laminar 40 micron, Swiss Made. Con này thì nó sẽ là Lucky 40 micron nè. Bọc vàng 40 micron. Nắp đáy không đóng cánh chim Longines, đóng chữ chỉ Longines thôi. Một dòng gọi là đời gần như cổ nhất của có tay bọc vàng. Nước vàng thì còn ok lắm. Size 34 này nghe, 34 hơn chút xíu. Con này số 7, 3 triệu 7. Số 8, một em Citizen Super Deluxe. Bản inox. Con này thì góc tầm khoảng 1 giờ anh em, góc này. 1 giờ đến 2 giờ thì nó bị lên một cái màu nó xám xám lên nha, góc này. Ngoài ra thì còn đẹp. Giống dòng Super Deluxe của Citizen nó sẽ là nó đóng chữ Citizen Super Deluxe này là chữ nổi anh em nghe. Nên lưu ý này, chữ nó nổi lên. 25 chân kính. Dòng này có 3 đề sóc và nó có chân càng gãy ở đây. Nó vát xuống góc này. Form rất mỏng. Chung đây là dòng cao cấp của Citizen. Cái đây là dấu mở bị xước anh em. Em sẽ đánh lại cho nó sáng hơn, không mất cái dấu đi. Citizen Super Deluxe. Tất cả là full thép inox. Núm này núm ring luôn, gia khóa linh kiện. Cái dòng này em thấy là rất nhiều anh em chuộng nha. Máy vàng Citizen Super Deluxe 25 chân kính. Máy này chạy rất mượt mà máy còn rất mới nè. Nắp đáy thì khi mở có một dấu trầy ở đây thôi. Còn ngoài ra thì cái nước thép của anh còn rất đẹp. Điểm đâu có sai. Con này sai cũng vừa vặn lắm nè. Nó là sai 35 năm. Khá ok. Càng tới 42,8, mỏng tầm khoảng 8,1 ly nếu tính kính. Dòng inox đó nè, lên tay đẹp lắm. Số 8 con này 2 triệu tư giá khóa linh kiện. Số 9 một con T-Shot dòng Automatic Shooter, nghĩa là sao biển anh em. Con này thì mặt số còn đẹp nhưng mà cái cọc số với kim anh em. Kim thì còn ok, cọc số nó có lên dầu. Đó, từng góc lên dầu, chữ T này cũng vậy. Mặt ring. Mặt con này là mặt màu châm banh. Màu trắng ngã vàng. Nước thép cũng còn ring luôn, nắp đáy lục giác. Dòng này anh em mở banh dễ hơn nha. Mở banh dễ hơn chứ đừng có lấy cái mở bằng thép. Mở bằng thép là rất dễ trầy cái nắp đáy. Sử dụng bộ máy này lên da cực kỳ êm, 21 chân kính. Dòng máy này dùng chung với máy Omega, máy 4 số này. Nói chung là nó dùng chung một số đời thôi chứ không phải tất cả những đời máy 4 số đều dùng chung. Máy đang chạy rất mượt nha. Nó sẽ đóng là T-Shot and Fuel. Nắp đáy T-Shot nó cũng đóng khá giống Omega. Chữ T-Shot ở đây. Cái khiên nữa. Tất cả nguyên riêng anh em, trừ dây khóa.
Con này size tầm khoảng 34. Đo lại kích thước bị lỗi rồi. Tầm khoảng 33,7 này, tầm 33,7, gần 34. Nấm này nấm rinh. Đó anh em lưu ý cái chữ T thời xưa là như vậy nè. Có một dấu gạch ngang qua. Con này số 9 3 triệu 7. Số 10 một em Rado, Rado các ngựa xanh nè, dòng Greyhound, ngựa xanh, 30 chân kính. Con này tất cả nguyên zin trừ dây khóa. Máy automatic 30 giây cộng với là hỗ trợ gót tay, lịch đỏ. Con này như lịch đỏ quanh năm, đúng rồi, hiện tại là 24 ngày 24. Con này thì lịch của nó lịch 24 giờ anh em nghe. Những dòng này thường là 24 giờ. Nhãn 25 rồi anh em. Kính là kính zin. Con này thì anh em lưu ý là cái cọc góc 12 giờ với cọc 6 giờ, cọc cọc 9 giờ thì nó cọc nó kiểu nó là cọc có sớ anh em nghe, chứ không phải cọc trơn. Cọc có sớ hình cái nơ nhìn khó thấy luôn, anh em về mở ra kiểm tra sẽ thấy đây này, góc này này nó làm hình có một cái nơ anh em, đẹp lắm. Máy em đang mở sẵn tại vì con em mở máy cũng cũng khó. 30G máy còn rất mới, máy trắng búa vàng, dòng máy in house của T-Shot đó, của Rado, đóng hiệu Sik ở đây đang chạy. Dòng này size tầm khoảng 34,8 anh em. Chung là dòng gần đi gần 35 á. Dòng này thì có một size thôi. Con số 10 4 triệu 2, giao khóa linh kiện. Mặt số còn rất mới anh em. Số 11, con này là con Citizen. Dòng 17G. Con này thì có một cái khiên góc 6 giờ anh em nghe, góc này này, 17G. Mặt số còn đẹp. Đó, mặt số nó còn ok lắm. Con này thì em nhớ là lịch nhanh thì phải, em kiểm tra. Đúng rồi em, con này lực nhanh. Rút nắp để em chỉnh được cái giờ. Mặt số còn đẹp, con này kính là kính đá này nghe. Kính là kính đá. Riêng con này là cái size nó hơi lớn anh em. Con này size tới 37. 37,2. Size khá lớn. Chừng càng con này cái càng của nó là càng tới 19 anh em nghe. Đó, bộ dây nó sẽ to hơn bộ dây khác chút xíu. Lên tay rất là đẹp, con này cho anh nào mà có cổ tay lớn. Mở máy thấy cái dãy cơ này là thời lượng video đã hơn một nửa rồi nè. Thường á, em quay cơ là tầm khoảng tới 2 phần thời gian rồi. Tại vì mở máy nhiều con lâu. Đó, máy chạy rất là mượt anh em. Dòng này cũng là dòng mà chạy rất ổn định của Citizen. Số 11, con này 1,5 triệu, giao khóa linh kiện.
Số 12, con này 900. Con này là con Seiko Automatic anh em nghe, nhìn như có tay nhưng không phải đâu. Automatic mặt của nó là mặt cát. Một cát mà nó không phải là màu màu bạc anh em, màu hơi hơi màu xám xám chút xíu. Hỗ trợ có tay. Con lịch góc 4,5. Lịch nhanh luôn. Chạy hai kim, cọc số La Mã. Giao khóa linh kiện. Để mở máy con này. Chạy bạn chạy cái bộ máy này nè. Nó chạy bộ máy 23 chân kính. Dòng máy này 2418A của Seiko. Con này cho anh là cổ tay vừa thôi. Tại vì size nó không lớn. Hai kim nhưng mà chạy máy automatic cho anh em nghe. Con này size tầm khoảng 32,5. 32,43, gần 3,5 không tính núm. Con này số 12, 900. Giao khóa linh kiện. Số 13, một con Universal. Con này mặc là mặc màu hình như là màu này màu xám anh em nghe, xám nâu á chứ không phải xám đen. Xám nâu và ở ngoài thì đậm, ở trong nhạt lằn. Cọc số La Mã, cọc số 12 giờ thì cũng là logo của Universal luôn. Universal thì anh em biết rồi, dòng đồng hồ rất cao cấp của Thụy Sĩ và được nhiều anh em săn đón. Những dòng này là dòng tanh anh em nghe, nó size vừa phải thôi. Size ngang là tầm khoảng 28. Size dọc chắc cũng 28 luôn nè. Size dọc thì tính tính càng luôn đi. Tính càng thì tầm khoảng 35,5. Đó, đây tay là như vậy. Tay 16 năm. Giao khóa linh kiện. Con này giảm máy lên dây. Những dòng này mở máy thì anh em cẩn thận nha. Nó sẽ ra luôn cái mặt số như vậy luôn em. Universal Switch. Máy lên dây. Lên dây rất êm cái dòng này. Cái nắp đáy Universal thì cũng như vậy thôi, cũng là có chữ U trên một cái khiên và đóng chữ xích. Kính này kính riêng, chung với kính này kính Mica. Anh em mà mua những con như vậy thì giữ kính này nghe, nếu đi thay kính này rất là khó, tại vì nó không theo cái hệ thống nào hết, kiểu như nó không có vuông vắn anh em kìa. Con này thì núm riêng luôn. Số 13, 1,7 triệu. Số 14, con này là con Rado bạc đúc anh em. Góc này giống như Rado Watch này. Con này mặt của nó là mặt các bạn như là mặt bạc luôn á. Nó tráng đất bạc hoặc là bạc đúc luôn á. Nguyên khối anh em nghe. Nguyên khối tất cả đều bạc hết. Đây. Dây bạc luôn.
Bạc thân em đều khỏi lo gió, lên tay rất đẹp anh em. Con này cái niềng cũng là niềng băm, không phải là dòng bóng loáng niềng băm. Nấm ring có chữ R, nắp đáy thì nấm chữ silver 925. Con này dùng bạc 925 anh em. Cái dòng này thì nó mở máy như vậy anh em cẩn thận nha. Đó, sử dụng bộ máy này. Bộ máy radio 17G Thụy Sĩ 411 lên cốt tay. Dòng lên cốt tay rất êm. Máy bằng vàng anh em. Chữ radio với lại các chữ trong máy thì chữ màu xanh. Mặt số còn rất đẹp luôn. Không biết là mặt này bằng bạc hay là bằng gì. Có vẻ như là bằng bạc luôn á anh em, về nghiên cứu mặt này nha. Cọc số La Mã, con này size tầm khoảng 31,1 vuông. Nếu xoay tròn thì anh em có thể quy ra tầm khoảng 34 đến 35. Đó, lấy tay là như vậy. Full mặt đúc. Dây này cắt ngắn được anh em nghe. Anh em cứ nạy cái này ra mà cắt bớt đi. Số 14, 2 triệu 7. Số 15, một con đĩa bàn. Còn nguyên hộp sổ anh em. Nó còn hiệu hộp như vậy, màu nó là màu xanh xanh ngã tím đẹp lắm, chung là mới 100%. Cái nước này em nghĩ là nước Mica, cái này là Mica em nghe, nó đóng là England 1759, ở dưới thì nó một lớp nhung. Đó, rất mới này anh em, có thể con này thì anh em có thể dán để trên trang kệ trang trí được. Ở đây nó chạy một lớp truyện hình chữ vạn đẹp lắm, mới 100%. Con này đóng chữ salmon mod này, chạy máy Nhật, tất cả đều còn full hộp sổ nữa. Hàng này hàng trưng bày. Số 15, con này 600. Số 16, một con đồng hồ, con hộp quạt độc lắm nè. Con này là hộp quạt chữ hình như là Herblend nè. Nó là xe mô tô anh em nghe, xe mô tô không khói lớn. Cái nắp bình xăng thì là cái chỗ ra lửa này, anh em nhấn cái này. Đó, ga đang yếu anh em nghe. Lốp cao su, chung quanh là bằng nhôm thì phải. Kích thước thì như nằm lòng bàn tay thôi, điểm đo cho chắc. Con này đo cho chắc ăn, chiều cao là tầm khoảng 6 ly 6 phân rưỡi, chiều dài tầm khoảng 12, còn chiều rộng của nó là chỗ rộng nhất là tầm khoảng 3 3,5 phân. Đó, rất độc lạ này, anh em có gì dựng trên đứng lên trên tay được nè. Trưng bày hay lắm. Số 16, 4,5 rưỡi. Một cái hộp quạt sưởi anh em. Hộp quạt này thêm bán như vài con rồi. Những dòng này là inox. Ở trong là như vậy. Con này chắc xài cũng lâu rồi.
anh em trai xem trên YouTube, nó có một số video hướng dẫn sử dụng cái con này, thì em thấy là người ta đổ một cái lượng xăng phù hợp, anh em nghe, nó có một cái bình có lượng xăng đúng luôn để đổ vào đây và bật lửa lên, đóng nắp lại thì nó như nó cháy ầm ĩ hay sao đó, nó ấm lên. Số 17, con này 350. Số 18, một con Burberry. Con này là chuẩn thụy sĩ nè, của nữ, full hộp. Hộp này là hộp da, còn nguyên zin luôn. Ở trong cũng đóng chữ Burberry, cái logo hiệp sĩ cỡ ngựa. Con này hàng hãng anh em nghe, hãng Burberry thì nó mới, nó không hề rẻ. Những cái dòng của Burberry mà nó chính hãng thì nó rất đắt anh em. Một thương hiệu thời trang rất nổi tiếng. Dây khóa thì con này em nghĩ dây khóa linh kiện thôi. Đó, dây khóa linh kiện. Nắp đáy nó đóng một cái lô Burberry rất là nổi anh em. Swiss Made, con này chuẩn thụy sĩ luôn. Cái logo này rất nổi này. Như một đồng tiền mà dán lên á. Mặt trước thì mặt cái vết bụi đây. Mặt trước thì hai kim, nó là mặt kẽ caro và nó có một cái đường, cái lòng trong nó là khảm trai, cọc số La Mã, đóng suýt mấy góc 6 giờ, lên tay là như vậy, rất đẹp. Con này cũng là lắc kê vàng. Những dòng này thì nó lắc kê anh em nghe, những dòng của Thụy Sĩ mà những dòng đời mới như vậy, đời pin như vậy thì nó lắc kê vàng rất dài. Con này size tầm khoảng 26, 26 tròn cho nữ, hình thức còn đẹp, còn nguyên hộp anh em. Số 18, con này 650. Số 19, con này là một con pin thời trang. Con này là của pin chạy máy Thụy Sĩ anh em nghe. Con này nghĩa là của Ý, thì cái chữ này giống cái chữ tiếng Ý. Con này mặt của nó nhiều niềng anh em. Ở trong đây có một cái ba cái mắt dây nữa, sơ cua cho những anh nào, chị nào mà tay to thì bỏ vào được, còn nguyên hộp luôn. Cái này gần như cái còng anh em, cái phần này là phần cứng này, còn có phần thay thế dây là phần này. Đó, lên tay là như vậy, cái nước thép của nó còn rất đẹp. Mặt số cũng đẹp lắm. Con này thì nó xoay theo cái niềng, theo chiều ghi đồng hồ thì nó ra. Để em thay một cái niềng xem. Cái niềng là niềng vàng, niềng mạ vàng em nghe, chứ không phải bằng đúc. Để em thay cái niềng màu xanh đi. Có rất nhiều sự lựa chọn. Tầm khoảng, để em đếm chính xác, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 với lại cái niềng sẵn trong đồng hồ là 11. 11 các chị nha, 11 cái niềng thay đổi trong 11 ngày thì bỏ vào đây xoay theo giờ kim đồng hồ. Đây, lấy một mặt màu xanh, nó khác hoàn toàn luôn. Đó, rất đẹp. Còn hộp và còn những cái khay để bỏ những cái niềng này, ở đây có một cái niềng inox này đủ màu hết. Đây, điểm đó mặt sai mặt nữa. Size 20,5, còn đủ dây đủ mặt. Con này số 19.600.
số 20, một con đồng hồ Tắc Heuer. Con này hình như có một cái lớp chống lóa hay sao nó hơi ánh lên xanh xanh. Tắc Heuer anh em, Tắc Heuer chạy máy Nhật anh em nghe, chạy máy pin của Nhật, pin nghiêm trôi. Đó. Nút bấm ở đây. Dừng. Và trả lại. Con này pin giặt anh em, trả lại là nhanh luôn. Dừng, trả lại, con này trả lại là trả nhanh chứ không phải trả chậm. Tắc Heuer chạy pin Nhật anh em. Nắp đáy là đây. Để mở máy con này. Đúng rồi anh em, nó chạy một máy cái dùng máy pin của Nhật ở góc góc đây này, góc đây nó đóng chữ Nhật da băng này, dùng máy lớn anh em nghe. Nắp đáy thì nó em có nó về có một miếng dán này anh em, miếng dán để bảo vệ cái nắp phần sau, nhìn cũng rất hầm hố dòng này. Size con này rất to nè. Đó em có nói trước qua em là size con này rất to nha. Tay em là gần như không vừa, không xi nhê con này. Con này tay khoảng tầm khoảng 19 á, 18 trở lên á thì nó thấy đều mới phù hợp. Hoặc là cho anh nào mà thích sưu tầm những cái đồ con độc lạ size lớn á. Con này size tới 48. Rất lớn này. Chạy bình kim trôi. Cơ chế kim giặt. Có nghĩa là bấm thì nó dừng lại, thì nó bấm nút dưới thì nó sẽ trở về 12 giờ luôn, cái kim đỏ này. Đó, chứ không phải là nó chạy từ từ đâu. Lịch chuẩn bị nhảy, lịch góc 6 giờ. Có một niềng tắt cái máy ở trong. Còn nút cổ chai. Thép đúc. Số 20 con này 1 triệu tư. Số 21, một con đồng hồ Aizen có chronograph dòng Deluxe, và nó là nó góc cái kim chronograph là góc 6 giờ anh em nghe, kim nhỏ này anh em bấm này thì nó chạy, kim đang chạy kim nhỏ này, bấm thì dừng, bấm góc dưới thì nó trả về cái góc đầu tiên nó chạy anh em. Có một niềng tắt hay mấy cả đây, thép đúc. Nắp đáy con này cũng có một miếng dán để bảo vệ nắp đáy, em chưa gỡ ra. Con này là full thép inox, nắp đáy có logo. Size của nó là size 39,3. Không tính núm. Dòng này cũng là như cũng là nút cổ chai đúng không ta? Không phải này. Dòng này nút thường. Con dòng này nút cổ chai anh em cứ nhầm, vặn chưa hết ra, nút cổ chai này anh em vặn vào đóng lại. Những dòng này thì chống nước được anh em nghe, nên lưu ý là đi nước đi mưa rửa tay. Mặt màu trắng rất đẹp. Số 21 con này 750. Số 22 con pin của Ý, dòng này là dòng Emanio. Con này thì nó là cũng là niềng xoay được luôn, niềng xoay rất êm, full nhựa quang trời, kim dây màu cam. Con này thì cái mặt số nó cũng tương tự với mặt số con số 21 anh em nghe, tại vì nó mặt là mặt Panda, có nghĩa là nó mặt trắng, còn cái nút này màu đen, người ta gọi là mặt Panda, mặt gấu trúc anh em. Dây cùng rất dài,
Em còn dài lắm em, nói chung là đóng lại thì còn quá dài đó với em. Những dòng này thì chạy máy nhặt anh em nghe. Xe ngang là xe 39,3. Không tính lắm. Máy chạy bình thường, nước thép còn đẹp. Tất cả nguyên zin. Con này số 22, 750. Số 23, con này là con Oren máy pin mặt xanh. Dòng Swimmer. Swimmer thì chắc chắn là nó sẽ có nút cổ chai rồi, đúng rồi. Nút cổ chai, những con này vẫn chống nước còn tốt anh em nghe. Dây thép đúc nguyên zin. Nắp đáy này, nắp đáy có hình cá mập. Nắp đáy hình như hơi dơ chút xíu để em lau cho nó sạch. Con này sẽ đóng chữ XX và chữ nó dấu cộng cộng non cast cast. Con này là chắc là cái niền này là vật liệu khác rồi anh em. Con này như là niền đá, đúng rồi, niền nó giống như niền đá ceramic. Hàng gì nó nhìn nó bóng lên mà nó không thấy kiểu như không có trầy. Size của nó là size 36 phải phẩy tư, không tính nấm. Những dòng này anh em mua tặng được lắm, tại vì nó đơn giản là nó một đồng hồ để sử dụng bình thường, đẹp, sử dụng tốt, chống nước được. Chúng là những dòng đồng hồ thông dụng, có thể mang đi làm thoải mái, cũng có dạ quang đầy đủ, hai lịch, hàng chính hãng của Oren. Con này số 23, 650. Số 24 một con Citizen. Con này thì nó là máy trăng sao. Chạy máy trăng sao nè, có cái trăng sao góc 6 giờ này nè, mặt bao công. Anh em rút ra một nắp. Vặn theo chiều kim đồng, ngược kim đồng hồ thì nó sẽ nhảy cái ngày đây. Và ngược lại thì trăng sao sẽ nhảy. Trăng sao thì anh em để góc này là 12 giờ này. 12 giờ trưa á, anh em vặn thêm xíu nữa. Đó, qua góc này thì nó là hình như là 12 giờ đêm. Đó, đơn giản như vậy thôi. Full thép inox. Hình thức cũng rất đẹp. Của Citizen. Con này thì đóng in Korea. Con này thì nó là sản xuất ở Nhật anh em, ở Hàn Quốc anh em nghe, sản xuất ở Hàn Quốc. Size của nó là size tầm khoảng 36. Anh em, size tầm khoảng 35. 35,1 không tính lắm. Số 24 550 điểm đo cái dây tay. Những con đồng hồ như vậy thì anh em có thể mua về mà đi làm, không không phải lăn tăn nhiều. Còn để dành những con đồng hồ mà vintage cơ để đi những dịp khác quan trọng hơn. Số 24 550, dây cồn rất dài. Số 25, một con Burberry. Con này là cũng thương hiệu Burberry luôn em. Đó, con này thì chạy máy nhặt. Con này chạy máy nhặt anh em nghe. Đúng như giao băng góc này. Dây đề mi. Niền này có một cái niền băm. Đây là nó băm xung quanh anh em. Khía, đẹp lắm. Góc 6 giờ trên cái niền này đóng chữ Burberry. Con này cũng là hàng hãng anh em, nhưng mà nó chạy máy Nhật, có nghĩa là nó là hàng sản xuất ở Nhật anh em nghe. Con này size 32, không tính lắm. Size này là size unisex, có nghĩa là nó sẽ nằm ở giữa, nam cũng được, mình nữ cũng được. Tay em đeo lên vẫn đẹp,
dây còn tầm khoảng 17. Số 25, 550. Số 26, một em đồng hồ quân đội nè. Quân đội của Nhật. Con này thì nó là vừa có alarm, vừa có điện tử. Nói chung là đầy đủ hết anh em. Đầy đủ trong con đồng hồ này. Cái vỏ này vỏ vỏ si màu hình như là màu màu đen, có hơi xuống màu anh em. Nói chung là có hơi xuống màu theo thời gian. Nút thì có một cái chặn nút ở đây, bảo vệ cái nút này chống nước. Đó, rất cứng anh em nghe. Vặn lại là cứng ngắc luôn. Nút nhắn ở đây. Con này thì có báo thức anh em, báo thức kêu rất to. Anh em nào mà về kiểm tra và để xài anh em nghe, những cái dòng này thì thực ra những cái chức năng thực ra em cũng không biết xài. Em nói thẳng là như vậy. Nó hoạt động, tất cả hoạt động bình thường nhưng mà phải mò anh em nghe. Hoặc là những nhiều anh em mà đã rành rồi á thì sử dụng đơn giản thôi. Nắp đáy là như vậy, chạy máy Nhật. Dây linh kiện quân đội màu xanh. Con này tính núm thì rất to. Tầm khoảng 45. 45 đó anh em, rất lớn. Cái góc này nó chớp 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 lên nè. Đó. Cái đồng hồ nhỏ này. Lên tay là như vậy. Số 26 750. Số 27 một con Skagen. Con này chạy kim rúng. Kim rúng màu cam, mặt màu xung quanh nó hình như là màu xanh đậm hay màu tím đậm gì đó. Ở trong thì màu xám. Con này cũng là full thép inox. Chạy máy Nhật anh em nghe. Chạy máy kim rúng của Nhật, thường cái dòng máy này chạy máy máy Miyota thì vậy. Size 37,5. Dây khóa linh kiện số 27. 550. Số 28 một con FreeWire. Con này của hình như của Citizen. Đúng rồi anh em, con này giống chữ Citizen. Con này thì nó là hãng của Citizen anh em nghe, nhưng mà nó làm ở China. Dây khóa linh kiện. Size 33,5. Ồ, để em kiểm tra lại con này. Đúng rồi anh em, tầm khoảng 33,5, không tính núm. Số 28 550. Số 29, một con lụa cũng khá đẹp anh em. Con này là Plata Genet, chạy máy pin, mặt của nó là mặt cát, có đường băng xuống góc này. À, cái vỏ nó là vỏ, chắc là vỏ mạ vàng. Con này chạy máy Thụy Sĩ, dây cũng vậy. Lên tay đây, con này chắc chắn dành cho nam rồi, rất lớn. 29, con này 550. Điểm đó có sai. Con này là size vuông của nó là size 30 vuông. Dòng này dòng liền dây anh em nghe. Đó, liền dây là nó vẫn là có chốt gài. Nhưng ý em nói là nó sẽ liền vào nhau luôn, không có một cái càng ở đây. Nhìn cái đồng hồ nó to lắm. Số 29, 5,5. Số 30. Một con đồng hồ 4C. Con này của nữ. Vàng hồng, nó mạ vàng hồng anh em. Cái nắp đáy còn nguyên miếng dán. Con này là solar power anh em nghe, pin năng lượng và pin còn tốt. Niền này là niền
đính đá và cái kính mắt cạnh, nói chung những cái dòng này nó làm cầu kỳ lắm. Cái dòng này mà tả của nó cũng hơi mạch nó, cái niền này nên đá anh em. Kính thì mắt cạnh, ở trong thì cái những cái góc 12 này, 6 này, 3 này, 9 thì nó đính đá lớn, còn còn cọc số kia thì còn vàng hồng, núm núm ring. Chung là của nữ thì tất nhiên là phải cầu kỳ rồi. Dây tầm khoảng 16 16 đổ lại thôi, dây còn ngắn. Size 21 anh em, 20,8. Pin còn tốt và đang chạy bình thường. Số 30, con này 350. Ba mốt cũng 350. Con này là con còng, còng của Nhật anh em, còng của Nhật. Con này cái mặt cũng lật được anh em nghe. Cái này là em không biết là nó 3D hay là nó in ảnh hay là 3D, em nghĩ là 3D nè. Nó có một cái tượng, như cái tượng ở trong đẹp lắm. Một thiếu nữ cầm cái bông hoa. Anh em lắc ngang qua này, lắc từ góc này thôi, đưa cái tay qua đây. Nếu anh em cầm đây là lắc không, đưa không được, tại vì nó có một cái chốt. Anh em đưa cái móng tay vào đây, càng sát dưới càng tốt. Đó, góc này này là nó sẽ ra camel. À, trông cũng khá đẹp anh em. Đóng là như vậy. Nước vàng còn ok lắm, cùng mới, dây còn dài. Tầm 17 đổ lại luôn á. Con này 31, 350. 350 anh em nghe. Ba mươi hai, một con quýt một quýt buler. Con này thì nó chỉ suýt mét ở góc 6 giờ, cũng nhìn cũng khá cầu kỳ. Cái cọc số thì em giống như quýt của Nga, có cả những cái đường văn đủ thứ đây. Con này chạy máy Thụy Sĩ một chân kính này, hay gọi là máy xì cúc, cái dòng máy mà nó thường sản xuất ở Hồng Kông anh em nha. Dòng máy Thụy Sĩ sản xuất ở Hồng Kông, dòng máy xì cúc một chân kính. Con này không phải là tròn, nó là hình đa giác. Con này size tầm khoảng 30, 33 anh em, 33 nếu đo cái cạnh, còn nếu anh em đo góc luôn á thì nó tầm khoảng 34. Nói chung là nếu mà đo hai bên thẳng thì nó sẽ là 33, còn đo từ cái đầu nhọn này đo nhọn kia thì 34. Đơn giản vậy thôi. Hoa văn cũng khá đẹp anh em. Con này số 32, 750, quý cơ anh em nghe. Nó chạy nghe tiếng kêu luôn. Một con đồng hồ Seiko Automatic của nữ, mặt màu xanh ngọc khá đẹp, dây khóa nguyên ring, khóa của Seiko luôn em. Con này nếu anh nào mua tặng cho mấy chị là cũng thích lắm đây, nhất là những chị thích đồ cơ, một cơ cổ. Con này thì tầm khoảng có tem vừa không, 16 năm đổ lại nha, 16 đổ lại chắc ăn đi. Có hỗ trợ có tay, lịch cũng là lịch nhanh luôn, cả hai lịch đều lịch nhanh, có tiếng Nhật và tiếng Anh. Mặt số rất đẹp, mặt số màu xanh, kính có vắt cạnh 33, 450. Những cái dòng này thì anh em lắc là chạy thôi, nó cũng nhìn cũng tương tự như là những dòng nam anh em. 21 chân kính, máy nó cũng như máy nam thôi và nó nhỏ thì chứ ngoài ra cũng như nhau, thậm chí có hỗ trợ có tay luôn. Tất cả là full thép inox bản của Nhật, Japan A. Số 33, con này 450. Số 34, một con đồng hồ Citizen.
Con thì có tay anh em, mặt trai nó còn rất mới anh em, chung là con này còn rất mới, nó gần như nó mạ bạch kim hay là nó mạ bằng trắng á. Ở dưới thì nó đóng là chữ 1976, ngoài ra thì không đóng gì nữa. Có hai chữ tiếng Nhật, hai chữ trai và cái dòng dưới thì không biết là nó ghi gì, tất cả nguyên riêng. Size tầm khoảng 20, số 34, 350, len cốt tay, mặt nó là mặt có đường băng ở giữa anh em nghe, nó có sới sọc ở giữa. Con này nó dai khoảng bao nhiêu đây? Con này dai còn dài lắm, tầm khoảng 17 đổ lại. Cái nước thép cũng rất đẹp. Con này là con Seiko Chorus, con này của nữ, 17 chân kính. Con này em nhìn qua nó giống con Seiko 5 Deluxe mà có niềng băm ở phía trong á, có niềng chặn mặt số niềng băm phía trong á, nó nhìn nó sơ sơ nó giống qua, giống kiểu vậy, hoặc là giống những con Seiko 5 dòng Seiko Matic R á. Hình thức cũng rất đẹp nha, kính có lớp luôn, lịch đỏ. Để em coi con này lịch nhanh hay là con này lịch 24 giờ nha, nhảy lên số 3 lịch đỏ quanh năm luôn, có lớp nằm ở dưới mặt kính, tất cả nguyên rinh, con này nguyên rinh luôn. Con này nắp đáy thì nó đóng hình một con cá nha, đó một con cá cảnh đẹp lắm, nên bay bơi về hướng này. Dây khóa nguyên rinh, dây rinh của Senko. Để em đo cái dây còn bao nhiêu, dây thì tầm khoảng 17 năm, 17 năm đổ lại. Con này size 27. Con này chạy máy hỗ trợ cốt, máy automatic có hỗ trợ cốt tay nha anh em. Máy automatic có hỗ trợ cốt tay. Số 35, con này 450. Lô này em có hai sợi dây, một sợi dây chung, sợi dây chung này sợi dây của Mỹ, đây một sợi dây của Mỹ nha, sợi dây này là bọc vàng 11/20 12K top, con này bọc vàng dày, sợi dây này còn đẹp lắm, nhưng mà đầu nó hơi ngắn, anh em lưu ý cái đầu dây nha. Đó, anh em mua con đi về bỏ vô hộp cổ 16 thôi, 15,7 là 16. Dây vàng còn khá đẹp, đầu 16, dây của Mỹ, số 36, sợi dây là 350. Một sợi này thì sợi dây này của Omega 37, con sợi 8,5 dành cho những con Omega tanh á, nghĩa là phông vuông mà đầu thẳng anh em. Có logo này, có một logo vàng ở đây nữa. Đó. Đây cũng có một cái chữ Omega. Dây này dây thụy sĩ khá là mềm. 37 8,5. Em đo cái đầu dây, chắc cái này là 18. Mười tám nè, 17,8 là 18, bỏ vô là vừa y luôn. Số 37, 8,5.
một con để bàn của Seiko mặt bao công. Con này chạy hai kim và có một cái kim báo thức cọc số học trò trắng. Con này cái vỏ của nó là vỏ vỏ này như vỏ bọc da trắng này, này. Hơi dơ chút xíu để vệ sinh lại cho nó sáng hơn. Số 38 750. Con này nó một ổ cót. Nói chung là một ổ cót hay ổ cót em không biết, nhưng mà nó có hai dòng. Một thì nó là dòng hai cái len dây, một cái dây giờ, một cái cho đồng hồ. Còn cái này là một luôn, nói chung là tích hợp cả hai vô trong một. Thì cái đây anh em chỉnh giờ này, cái đây là nhắn nhắn để tắt tắt chuông đi. Còn cái bánh xe này để chỉnh cái kim thước báo thức đó, để em chỉnh kim báo thức cho anh em xem đó, nó sẽ kêu như vậy. Vặn chút xíu nữa cho nó kêu. Kêu mình tắt đây, bấm này cho tắt là xong. Con này kêu to quá. Số 38 750. Số 39. Một con đồng hồ Seiko luôn, con này tới hai chân kính. Của Nhật, con này thì cũng có chung báo thức anh em. Những dòng này thường có báo thức. Code của nó là code ngày anh em nghe, cả hai con này là code ngày hết anh em lưu ý nha. Có nghĩa là đồng hồ mà người ta còn gọi là travel clock á, nghĩa là đồng hồ du lịch anh em đem theo để bỏ trong phòng. Lên hết code thì nó chạy được một ngày, nó không chạy hơn đâu anh em, nghĩa là 24 tiếng thôi. Đồng hồ cơ mà. Con này thì cũng vặn một ổ. Rồi. Có một cái bánh xe ở đây nên vặn nó đi. Cái nút này thì anh em giật ra để cho nó báo thức đó, kêu rất to, nhắn như lại. Còn cái chữ tiếng Nhật ở đây, con này thì cái phông tròn, cái vỏ màu đỏ 39 750. Kết thúc video này anh em. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn anh em ở video sau. Chào anh em.